Cho cậu đấy, nhưng trước tiên cậu phải giải được câu đố này đã. Trong xa tưởng là mèo, lại gần hóa là chim. Ban ngày ngủ liêm diêm, ban đêm đình bắt chuột là con gì? Là căn cứ đúng mèo. Rồi, cậu cũng thông minh ra phết nhỉ. Yeah. Giờ chúng mình cùng chơi nhé. Lâu ơi, ở đây cơ mà. Wow, quả ngon quá. Bên đây nè Lâu. Cậu chỉ được cái tham ăn. Chúng mình cùng chơi ghép hình nhé. Cậu nhìn tớ làm này. Để tớ xoay nốt con cú mèo của cậu nha. Ôi ôi không được. Thank you.
Chào mừng các bạn đã đến với hội thi những quả bí ngô to nhất. Ai là người đoạt cúp năm nay? Các bạn hãy chờ xem. Quả bí ngô của anh em nhà sắp 11 cân. Và đây là nhà vô địch của năm trước. Anh quả bí ngô của anh Quang là 25 cân. Lên các cổ đồng xem cổ vũ cho Thỏ. Trời, quả bí ngô của Thỏ bút nặng là 35 cân. Còn đây là Lu, anh có vẻ là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch năm nay. Có điều gì bất ngờ xảy ra không? Và trời, không thể tin được, quả bí ngô của Lu là 50 cân. Vậy là chức vô địch năm nay đã tìm được chủ mới. Úp, thuộc về Lu. Hả? Có chuyện gì đang xảy ra với quả bí ngô của Lu vậy? Trời! Một sự cố đáng tiếc đã xảy ra. Và bây giờ chức vô địch đã thuộc về Thỏ Lu. Đi đứng thế à? Gì thế nhỉ? Đôi giày mới tinh. Đẹp thật. Ơ 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
Sao thế nhỉ? Lạ nhỉ, cứ như là nó biết nhảy vậy. Cứ nghe thấy tiếng nhạc là nó tự nhún nhảy. À, một đôi giày biết nhảy. Tớ có thể nhảy được tất cả các loại nhạc, cậu xem nhá. Wow. Wow. Sao không? Cậu có vẻ mệt rồi, đừng nhảy nữa. Tiếng nhạc, tớ không thể dừng được nữa. Tiếng nhạc. Kìa, tớ đã bảo cậu đừng nhảy nữa mà. Lu ơi Lu, cậu có sao không? Cậu phải tháo ngay đôi giày này ra. Được rồi, để tớ giúp cậu. Hai, ba nào. Hai, ba. Hai, ý. Giúp tớ với, Bun ơi. Được rồi, để tớ nghĩ cách đã nhé. À, lại đây. Thế này nhé. Mệt quá. Bây giờ khỉ con biết cậu ở đâu mà mở nhạc nữa chứ. À, lại tiếng nhạc. Giúp tớ dừng lại. Thế lên, thế lên. Rồi, cậu phải nghe tớ. Chỉ có cách này mới thoát khỏi đôi giày này thôi. Đi. Mệt quá, mệt quá. Cố lên nào. Cố lên. Cố lên.
Cứu cơ. Thành công rồi. Nè. Yeah. Đẹp quá. Đẹp thật đấy cậu ạ. Thank you.
Thật là một cuộc thám hiểm bổ ích và lý thú cậu nhỉ. Thật là hú vía, nhưng mà cũng vui quá buôn nhỉ. Mình phải tìm chỗ nào rộng hơn mới được. Ơi!
tìm chỗ cao hơn nữa. Yeah, yeah, mình bay được rồi. Thật đấy, cầm lấy. Đây nữa này. Bun ơi, tớ bay được rồi này. Tớ bay được rồi. Tạm biệt Bun nhé. Xin chào các bạn.